Ôi giời ơi, điên không mình được hả? Xin lỗi, tôi đang có việc gấp. Kìa đứng lại, đợi đó chưa xong đâu. Trái rồi. Nhanh. Chuyện gì vậy? Xe của tôi còn trong đó. Hình như còn có người trong đó. Mọi người lùi ra sau. Bạn không sao chứ? Không sao, chỉ bị ngất đi thôi. Để em tìm bác sĩ. Sao bỗng nhiên có thể cháy được nhỉ? Nghĩ ra rồi. Xe điện thường sử dụng bình ắc quy trì, có cấu tạo là sử dụng hai loại kim loại khác nhau, chia thành hai phần là phần chính và phần phụ, ở giữa dùng một tấm phân cách, ở cả hai bên chứa đầy chất điện phân, chúng giúp dẫn truyền ion. Sau khi bật công tắc ở ngoài, điện từ bên ngoài truyền vào phần chính, từ đó sinh ra dòng điện. Nhưng nếu vỏ ngoài bị hư hại hoặc miếng ngăn cách bị vỡ, làm cho hai phần chính phụ gặp nhau sẽ dẫn đến chập điện, nhiệt độ tăng cao gây ra cháy. Sử dụng sạc bị hỏng hoặc sạc pha ke cũng có khả năng gây chập. Bị vỡ ư? Không thể nào, xe anh mới mua mà. Sao anh lại đi xe điện vậy? Cái xe kia của anh đâu? Giá xăng tăng cao, đi xe điện cho tiết kiệm đó. Mà sao người này trông quen?